gộp chung thành là đạo Phật đấy ạ. Đó, và gia đình con là một gia đình, con ở một cái làng quê mà xuất thân từ làm nông nghiệp và đánh bắt thủy sản. Chính vì ở đó nên là con vật gì mà thờ được là dân làng con thờ hết. Và con sống ở trong một cái môi trường mà bị rủa xả và thờ tất cả mọi người, thờ những thần ác và không ai biết đến đến ông trời. Họ họ kêu khi mà họ thờ thì họ thờ những thần khác, nhưng mà khi mà khổ thì họ lại ngửa mặt lên trời, họ kêu ông trời. Và con cứ ở ở trong một cái môi trường mà con không biết là có một ông trời và có một đấng sống mà có thể chăm lo được đời sống của của con. Nhưng Đức Chúa Trời Ngài là đấng rất là nhân từ, và gia đình con thì cũng là một gia đình mà nghèo nhất cái làng đó. Con chưa, cả một tuổi thơ của con thì con chưa bao giờ được được ăn một bữa cơm no, được biết đến một bữa ăn có thịt. Và con cũng chưa bao giờ, đến năm con 12 tuổi thì con chưa bao giờ biết một bộ quần áo mới là gì. Con luôn phải mặc quần áo thừa từ từ việc mà mẹ con đi xin được. Và mỗi một năm thì gia đình con chỉ đủ một tài chính để mẹ con mua được một bộ quần áo cho anh trai con. Và khi mà anh trai con mặc chật và rách rồi thì mới đến con mặc. Và nhưng mà con không hiểu tại sao mà tâm linh của con thì con luôn mỗi lần cầu cầu thì con kêu đến danh ông trời. Con không biết kêu như thế nào, con chỉ nói là ông trời ơi. Ví dụ như con nhớ mẹ con quá, mẹ con cứ đi vào trong rừng để lượm lặt những quả dại ở trong rừng thì con sẽ quỳ xuống và con nói rằng ông trời ơi, xin ông cho mẹ con về vì con nhớ mẹ con quá, và cái gì con cũng xin ông trời. Nên là sau này khi mà con chưa tin Chúa thì có nhiều việc mà Chúa ban ơn cho con, Chúa gìn giữ con và Chúa chọn con từ thời đó, nhưng con không biết. Nhưng mà tất cả mọi người đều không ủng hộ con thì con vẫn nói, có một câu mà con vẫn nói đó là khi mà cái tấm lòng của bạn khao khát đấy thì ông trời cũng sẽ thấu và ban phước cho bạn. Con lúc đó con chưa tin Chúa nhưng mà con không biết tại sao con được dạy dỗ một câu đó, và tất cả mọi người đều không ủng hộ những quan điểm, những cái hành trình về bước đi của con, về kinh doanh của con, thì con đều nói một câu là khi bạn đủ khao khát thì ông trời cũng sẽ nghe thấy cái niềm khao khát của bạn và ban phước cho bạn. Và cái hành trình mà con đến được với Chúa ấy, Chúa ban ơn cho con ngay cả khi con chưa tin Chúa, và con ở đỉnh cao của sự danh vọng. Con là một trong 10 gương mặt tiêu biểu nhất của tỉnh Quảng Ninh và có ảnh hưởng đến thanh niên của tỉnh Quảng Ninh. Và năm nào đại hội thanh niên con cũng là người được gương mặt tiêu biểu và được lên nhận bằng khen, và báo chí đài viết về con rất là nhiều. Con nghĩ rằng là cuộc đời của con là tất cả mọi sự là con đó là cái sự do sự khôn ngoan từ con và do năng lực của con. Con được Chúa ban ơn mà con không biết. Con là một đứa trẻ suy dưỡng nhưng con thi được vô địch quốc gia về 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 bơi đó. Nên là có những cái việc mà nó xảy đến trong cuộc đời con, và con nghĩ con dẫn đến có một cái sự kiêu ngạo là con là người làm ra được việc đó vì lúc đó con không biết đến ông trời. Sau đó thì con đi làm cũng thế, nó giống như là tất cả đều được trải trải một màu hồng. Con cũng là người nữ duy nhất, trẻ nhất ở ngành than trong 7.000 người được tuyên dương, được chủ tịch nước, văn phòng chính phủ của nhà nước tuyên dương đó. Thì con kiêu ngạo lắm, con nghĩ là cái gì con cũng có thể làm được, và thiếu nước là bắt than lên trời, con không làm được thôi. Sau đó thì có một đan đề Chúa cho xảy đến với con là khi mà con kết hôn thì tất cả những cái gì mà không đẹp đẽ ở thế gian này thì có trên người chồng của con. Mặc dù gia đình nhà chồng con là một gia đình rất là gia giáo, là một gia đình là bố chồng con nguyên là chủ tịch thành phố Móng Cái, một thành phố rất là tiềm năng về tài chính. Mẹ chồng con thì làm ở sở tài chính đó, và thì cái việc mà con cảm thấy là con bất lực nhất đó là lúc bắt đầu Chúa rèn tập con, là lúc mà con không thể làm gì đứng trước một người chồng mà yếu đuối và vấp phạm của chính của con. Và con bị tổn thương rất là nặng, và sau này ai nói là hỏi con về cái chuyện đó như thế nào thì con chỉ diễn tả một lời là cảm giác như đứng từ tầng thứ 70 và rơi xuống đất vỡ tan, không còn một gì cả, không còn thân xác, không còn một cái gì để giữ được nữa. Đó là cái sự đầu tiên mà con cảm thấy là mình không, tất cả cuộc đời của mình không nắm giữ được ở trong tay mình. Tiếp đến là sau con luôn ngửa mặt lên trời và con than rằng là ông trời ơi, con có làm gì sai đâu mà tại sao con phải chịu những cái việc này. Và việc tiếp đến là vào vào dịch thì con là một người rất là giỏi kinh doanh, Chúa ban ơn về tài chính cho con rất là nhiều, và trong tay con lúc nào cũng hợp đồng là ký 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 1.000 đô, 1.000 đô và triệu đô.
và con luôn làm việc với các hội chủ tịch hội đồng lớn để xây các villa biệt thự cho họ. Và một ngày đẹp trời tự dưng đất đai bất động sản ở Việt Nam chết hết không còn gì cả. Vào dịch xong là ngân hàng đóng băng và con cảm giác như là con bán hết tài sản, bán hết xe, bán hết nhà, con cũng không thể đủ trả nợ. Thì trước đó vào đợt dịch ấy là con đi phát đồ ăn cho người vô gia cư ở dưới gầm cầu. Và trước đây ấy, con nghĩ là cái việc mà con đến được với Chúa là một cái việc gì đó rất là khó. Mỗi một lần con đi qua nhà thờ ở nhà thờ lớn ở Hà Nội ấy, con ước ao là con chỉ được đặt chân vào đó thôi. Nhưng mà cánh cửa ở đó luôn đóng kín và con không biết làm cách nào để con có thể tiếp cận được với Chúa. Vì con đi châu Âu rất là nhiều và con thấy cái sự bình an trong Chúa rất là mãnh liệt và thôi thúc con, nhưng con không biết làm cách nào để đến được với Chúa. Thì cái lúc đó con gặp một mục sư, nhưng con cũng không biết ông ấy là mục sư. Và bẵng đi hơn một năm thì tự dưng có một ngày ông tìm được Facebook của con và ông kết bạn với con. Và con thấy ông đăng một cái bài về Chúa trên Facebook. Và con hỏi rằng là: "Chúa ơi, à mục sư, anh có phải là người tin Chúa không?" Thì mục sư đó bảo: "Đúng rồi." Thì con nói rằng là: "Vậy thì có thể cho em đến sinh hoạt thử được không?" Và mục sư đó đã mời con đến đó. Và cảm tạ Chúa, đó là lần đầu tiên con nhớ vào là tháng 3 năm 2023 là lúc con biết đến Chúa. Tháng 3 năm 2023. Và cái lúc đó là cái lúc mà con đã vào cái thế phá sản rồi. Con nghĩ là một cuộc đời, một cái đứa thông minh như con lúc nào cũng đứng ở trên đỉnh cao của danh vọng như thế, con không thể nào mà con chấp nhận được cái việc mà con bất lực như vậy. Nhưng mà con sổ đỏ cầm một đống ở trên tay nhưng không có tiền để tiêu. Quý vị có bao giờ nhận vào cái hoàn cảnh mà mình bế tắc như vậy không ạ? Và con nói con bị ảnh hưởng cái tư duy của người bên Phật là: "Mày tiêu phước nhiều quá rồi đấy, bây giờ mày mất phước rồi, mày không còn phước." Và lúc mà con sang Chúa con cũng sợ hãi như thế, con bảo: "Chúa ơi, có phải con tiêu quá nhiều và bây giờ con phải chịu cái hậu quả này không?" Và đến ngày thứ bảy con hết tiền ấy. Lúc đó con đang rất là nhỏ thì Chúa làm một điều kỳ diệu trên cuộc đời con, là Chúa dẫn, Chúa cảm động một vị khách đến để mua một cái dự án của con và trả con toàn bộ bằng tiền mặt. Và lúc đó người đó đặt cọc cho con 500 triệu. Con về con vẫn nghĩ là đó là một giấc mơ và con không thể nào mà con tưởng tượng được. Và cái lý do kết thúc đến thời điểm này con làm chứng về cái sự mầu nhiệm của Chúa ban ơn trên tài chính của con, lý do tại sao con được ban ơn thì con sẽ dẫn dắt cái câu chuyện lại là: lúc mà con đang ở trong cái sự bế tắc đó thì có một anh ấy là phó tổng giám đốc của Vietnam Airlines, anh ấy rất là thích con và anh theo đuổi 4 năm. Thì anh ấy nói là: "Thôi em như vậy thì thôi em đưa các con sang nhà anh để anh chăm. Còn em đi làm cũng được mà em không đi làm cũng được, còn tất cả những nợ nần của em thì anh giải quyết cho em." Thì con lướt TikTok tự dưng có một cái bài về giảng về hôn nhân là phải được sự ban phước và phải được sự chúc phước và đồng ý của Chúa thì mới được kết hôn. Con bảo là cái người này con không thấy nghe thấy sự phán xét đến từ Chúa. Thế bây giờ con phải làm sao mà trong khi đó họ tốt như vậy, họ trả hết nợ cho con, xong rồi họ còn nuôi mẹ con nữa, thế bây giờ con phải làm sao? Nhưng con bảo bây giờ con tin Chúa rồi, mặc dù con chưa được lời Chúa nhưng mà luật của Chúa thì con phải giữ. Thế là con mới mới mà tất cả bạn bè con đều nói là: "Thôi Huyền ơi, bây giờ nan đề của em quá lớn như thế mà anh ấy tử tế với em như vậy thì thôi em đồng ý đi." Nhưng con vẫn nói với họ rằng là: "Em chỉ có em phải tin Chúa của em, và nếu như điều này đến chưa phải là sự chúc phước của Chúa thì em sẽ không nhận và em sẽ không không thể đồng ý được cái việc đó và con từ chối." Thì con muốn làm chứng ở đây khích lệ quý ơn cái Chúa mới bước đi với Chúa và mới tập tành trong đức tin rằng cái sự vâng lời của chúng ta ấy, nó sẽ được Chúa ban phước và sự vâng lời của chúng ta sẽ có phép màu xảy đến. Thì ở ở đây con sau đó một cái chuyện rất là kỳ diệu đó là Chúa chúc phước cho con cái số tiền ấy, gấp mười mấy lần cái số tiền con xin. Quý vị tưởng là con xin một cái số tiền tỷ rồi mà gấp mười mấy lần cái số tiền tỷ đấy, quý vị biết là nhiều như thế nào đúng không ạ? Và nguyên một năm trời con cứ ăn mới nằm, xong Chúa chúc phước cho con một căn nhà mới rất là đẹp đẽ. Con nói với Chúa là thế là theo cái định nghĩa của đời ấy, là một người nữ ấy phải là người nội trợ tài giỏi rồi là một người mà biết ra ngoài làm ăn kinh doanh, tự dưng con là đang là một doanh nhân. Thế là Chúa cắt nguyên một tài chính của con cứ chuyện lấy tiền tiết kiệm ra tiêu. Con nói với Chúa là: "Chúa ơi, con cứ cảm giác con hèn hèn mà con cảm giác như là con sai sai cái điều gì đó với Chúa, tại sao Chúa lại cho con ở nhà con chỉ có ăn với tiêu tiền như thế này?" Xong rồi đọc lời Chúa thì Chúa con nghe thấy Chúa phán với con rằng là: "Con gái của ta muốn ở thời điểm này
con hãy kinh nghiệm là con được sự chăm sóc của ta. Và quý vị ạ, chúng ta có thể là một người mà ngay khi khi chúng ta sinh ra, Chúa đã chọn chúng ta và Chúa đã ban ơn cho chúng ta. Nhưng quý vị, tôi khuyến khích quý vị rằng là nếu như quý vị đầu phục Chúa sớm và có kinh nghiệm trong Chúa sớm ấy, thì những nan đề của quý vị nó sẽ bớt phải đến hơn, những cái sự rủi ro của quý vị cũng sẽ bớt đến hơn. Và cái việc vâng lời ấy, nó giống như là cái việc là chúng ta đi lên một, chúng ta phải đi lên một cái tầng tầng nhà có độ cao là 100 tầng, và chúng ta đi bằng sức của chúng ta, thì ở trên đó dù có thiên đàng, có đồng cỏ xanh tươi và mé nước bình định, có bao nhiêu đồ ăn ngon, sản vật, có quần áo đẹp đi chăng nữa, có kim cương đầy một nơi đó đi chăng nữa, thì khi mà cái sức của chúng ta leo lên cái tầng tầng thứ 100 đấy thì cũng không còn sức để mà ăn, để mà ngắm, để mà hưởng thụ những cái điều tốt đẹp đấy nữa. Nhưng nếu như chúng ta biết ấn vào cái thang máy và chỉ 3 phút sau chúng ta đi lên đó, chúng ta không bị mất sức mà chúng ta được đầy rẫy hưởng thụ những cái gì tốt nhất ở trên đó. Đó là cái lý thuyết. Cái thang đó là cái sức của Chúa. Còn cái việc neo bộ chính là sức của chúng ta. Dù chúng ta có thông minh như thế nào chăng nữa, nhưng mà ý tưởng của chúng ta là ý tưởng đối nghịch với Đức Chúa Trời. Chính vì ở đó con rất là khuyến khích quý thanh niên, các bạn càng tiếp cận lời Chúa, các bạn càng ở gần Chúa lâu như thế nào, thì cái sự soi sáng của Chúa trên con đường các bạn bước đi, từ danh vọng đến sự ngọt ngào, đến sự kinh nghiệm trong Chúa, đến sự ban ơn và nhận phước của Chúa ấy, nó càng dễ dàng hơn. Thế nên là tất cả những cái gì mà các bạn cần phải bỏ tiền ra để học, thì ngày hôm nay cái lời làm chứng của mình ấy khích lệ các bạn rằng là thay vì các bạn phải mất tiền để trả giá cho những cái hành vi và những cái sự kiêu ngạo và những cái tự tin về bản thân mình, là năng lực của mình có thể làm được đúng, chúng ta làm được. Nhưng nếu chúng ta xa rời Chúa, cũng giống như mục sư giảng ấy ạ, con chiên là một bản tánh của nó là một cái con rất là đi hay đi lạc, và con Chúa ví con chiên giống như là chúng ta là con chiên của Chúa, chúng ta rất hay đi lạc và chúng ta cần phải một người chăn chiên nhân từ và hiền lành, đó là Đức Chúa Giêsu. Mà nếu như chúng ta đi theo sự chỉ dẫn của một người một của Đức Chúa Giêsu chăn dắt, thì đương nhiên chúng ta ở trong sự bình an và được sự chúc phước của Chúa. Cái bài học đầu phục nó rất là dễ. Và trước khi kết thúc thì con xin làm chứng rằng David, ông ấy không cần biết Goliath mạnh như thế nào, nhưng điều ông biết là Chúa ở cùng ông ấy trong trận chiến, và ông đã chiến thắng Goliath, đúng không ạ? Và Môi-se thì thưa với Chúa như thế nào ạ? Nếu Ngài không đi với chúng con thì xin đừng đưa chúng con khỏi nơi này. Tại sao ạ? Chúng ta cần Chúa. Nếu như chúng ta có Chúa thì tất cả những cái sự đằng sau chúng ta đều được giữ. Nhưng nếu chúng ta vào đất hứa mà chúng ta không có Chúa thì tất cả mọi thứ sẽ mất hết. Chính vì điều đó, ông Môi-se ông đã cầu xin Chúa một điều khôn ngoan là nếu Chúa không đi cùng tôi thì đừng cho chúng tôi vào đất hứa. Đúng không ạ? Điều đó chứng tỏ điều một điều là gì ạ? Chúng ta cần một đấng ban ơn cho chúng ta hơn là phước hạnh, đúng không ạ? Chúng ta tìm kiếm Chúa thì phước hạnh tự đến với chúng ta, và chúng ta được bảo vệ trong cái sự phước hạnh đó. Và con xin khích lệ con cái Chúa rằng là cái bài học của ông Gia-cốp ấy, khi mà ông nghĩ là ông khôn ngoan trong mắt con người và ông đã lừa để cướp cái quyền trưởng nam của anh trai ấy. Chính vì ở đó suốt một thời thanh niên của ông ấy đã bị trong sự nghèo đói, và khi ông đầu phục Chúa, ông giao phó cuộc đời của ông cho Chúa, thì Chúa phục hồi ông toàn bộ những cái lời hứa mà Chúa đã ban. Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta rồi, cái việc của chúng ta là đầu phục Chúa và chờ đợi thời điểm của Chúa. Và con xin khích lệ quý con cái Chúa một câu kinh thánh này ạ, trong Châm ngôn 16 từ câu 1 đến câu 3: những toan tính trong lòng là việc của con người, nhưng câu trả lời đến từ Đức Giê-hô-va. Mà con người chúng ta thì hay nói rằng là mưu sự tại nhân và thành sự tại thiên ấy ạ. Mọi đường lối của con người đều là trong sạch theo mắt mình, nhưng Đức Giê-hô-va đánh giá tấm lòng. Hãy phó thác công việc của con cho Đức Giê-hô-va thì những lo toan của con sẽ được thành tựu. Cảm tạ Chúa vì núi Sion đã cho con có thời gian để làm chứng và khích lệ đức tin của con cái Chúa, và nguyện xin Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ ở cùng với tất cả con cái Chúa và ban phước cho chúng ta dư dực và thịnh vượng trong mọi bề. Xin hãy nương cậy Chúa, và như lời Chúa phán là hãy trao mọi gánh nặng và loa toan cho Chúa thì việc đó sẽ thành công ạ. Con xin hết ạ. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta đã nhận lời và ban phước cho những người trẻ, đặc biệt là ban phước cho chương trình Thanh niên yêu Chúa mở rộng. Chúng ta nhìn thấy cái sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.
Tạ ơn Chúa, thời điểm là của Chúa, thời gian cũng là của Chúa, phải không ạ? Nếu như mà chúng ta thấy rằng là đó là những điều phước hạnh, thì quả thật thời gian đối với chúng ta không là gì. Và một lần nữa thì anh Thi rất là cảm ơn cô Huyền Jessie đã có lời động viên, và Chúa ban ơn, và Chúa chắc chắn là sẽ đại dụng em. Cảm ơn Chúa. Và giờ đây thì chúng ta đến với sự tôn vinh thờ phượng của bạn Châu Hải My. Mời bạn, và sau đó thì con sẽ mời mục sư Nguyễn Văn Đức sẽ có lời chia sẻ cho dân sự ngài. Dạ, con xin kính chào các quý mục sư, quý ông bà, anh chị em cùng toàn thể các bạn thanh niên đang có mặt trong chương trình Thanh niên yêu Chúa mở rộng. Dạ, con xin tôn vinh Chúa bài hát được mang tên Vượt trên tất cả. Vượt trên hết năng quyền, vượt trên các vua, vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời này. Vượt tận trên khôn ngoan chân lý của con người thế gian. Sự hiện diện của Chúa có trước vô cùng, vượt trên hết năng quyền, vượt trên các vua, vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời này. Vượt tận trên vinh hoa châu báu của con người thế gian, không chỉ cao quý sánh hơn vinh quang ngài. Trên tháp xa ngài tuôn huyết thay tôi, ngài đã chịu chết mọi người liệt mà khinh chế, dẫu con người chối bỏ không yêu ngài, đớn đau cam chịu ngài vui lòng mang vì tội tôi. Vượt trên hết năng quyền, vượt trên các vua, vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời này. Vượt tận trên khôn ngoan chân lý của con người thế gian, sự hiện diện của Chúa có trước vô cùng. Vượt trên hết năng quyền, vượt trên các vua, vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời này. Vượt tận trên vinh hoa châu báu của con người thế gian, không chỉ cao quý sánh hơn vinh quang ngài. Trên tháp xa ngài tuôn huyết thay tôi, ngài đã chịu chết mọi người liệt mà khinh chế, dẫu con người chối bỏ không yêu ngài, đớn đau cam chịu ngài vui lòng mang vì tội tôi. Trên tháp xa ngài tuôn huyết thay tôi, ngài đã chịu chết mọi người liệt mà khinh chế, dẫu
không yêu Ngài, đớn đau cam chịu, Ngài vui lòng mang vì tội tôi. Dẫu con người chối bỏ không yêu Ngài, đớn đau cam chịu, Ngài vui lòng mang vì tội tôi. Dạ, cảm ơn Chúa đã cho con được dâng lời ca, tiếng hát lên cho Ngài. Xin Chúa giúp con luôn nhớ đến tình yêu và ân sủng của Chúa dành cho con, để con luôn xem Ngài là tất cả và đặt Ngài ở vị trí hàng đầu trong cuộc đời của con. Dạ, amen. Con xin giao lại chương trình cho cô Anh Thi. Amen. Dạ, tạ ơn Chúa. Dạ, con một lần nữa rất là cảm ơn mục sư Nguyễn Văn Đức, là người rất là có tâm tình với thanh niên, là người rất yêu mến các bạn trẻ, là một người rất là có ơn ở trong mục vụ, các mục vụ của Chúa. Dạ, con rất là cảm ơn mục sư đã